Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Ngày hôm nay thì Khải thống kê chỉ top được 20 thôi anh em ơi. Thực sự rất là chua. Và chúng ta ngày hôm nay sẽ soi sắp đồ của top 4 Hòn Roya với có mình 110 mạng và 43 tử vong và liên trả 11. Ui, này tử vong nhiều mà đánh mạng nhiều gớm nha. Mình giết được 78 mà chết 31 thôi đã sợ rồi. Này chết 4 máy luôn mà công nhận giết lại mạng nhiều quá, 118 mạng. Với 110 mạng. Cho nên em xem sắp đồ của top 4 nha. Một set đồ thực sự là khá đẹp luôn. Nhìn vào đây là một set 5 hành thôi nè. Thực sự set 5 hành. Nhưng mà thực sự set 5 hành này thực sự quá pin nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn đến đó là cây vũ khí. Đó, lò sắt 154. Khá đẹp ở thời điểm hiện tại như thế này. Và một bao tây chón 40, kháng hỏa 25. Một ngọc bội chón 23, kháng hỏa 40. Và chón 40, kháng hỏa 23. Thì ở này thì anh em đủ biết rồi. Lượng kháng hỏa bao tây và lượng kháng hỏa của ngọc bội khá đều. Là có cho mình 80 chó mà lượng họ khá đẹp, hơn 40 mấy rồi. Kèm với cho chuyện kháng tất cả 16 thì kháng họ lên đến gần gần 7x. Đó. Một set đồ khá đẹp. Đầu tiên đó là chó. Cái thứ hai đó là làm chậm. Tại này đang có cho mình đó là làm chậm 40 từ cái nón 40 sinh lực 197. Thực sự là cách build đồ của năm hành này thì quá chuẩn rồi em ơi. Quá đẹp luôn. Một cái áo làm chậm 40. Đó, 80 chậm cho em. Kèm với ngọc bội vừa kèm với đai lưng kháng lôi 27 và sinh lực 138 nội lực và một cái nhẫn kháng lôi 22 sinh lực 67. Thì thực sự là lượng kháng lôi hai món là đẹp không, kèm với một đôi giày kim sinh lực 143 tóc 39 vừa móc của đường môn luôn, quên vừa móc của giỏ đan luôn, tại vì kèm với thớ văn tung thì thở động móc nữa nè, thêm được một tóc chạy nữa khá đẹp, kèm với một cái nhẫn kim sinh lực 103. Đó, trong này là sẽ năm hành nha mọi người. Nhưng mà thực sự quá chắc nè mày, đang sử dụng cho mình một cái mặt nạ kháng cảnh nè. Và thêm một cái ấn kháng lôi 25, ủa ấn kháng lôi mát luôn, quá đẹp. Lượng kháng lôi 22, 27 là 49, 49 kèm với cái này 25 nữa là 69, 74 74 kèm với cái này nữa là 84 và 90 kháng lôi. 90 kháng lôi nha nè. Thực sự là chưa gắn lắc mà đã có cho mình 90 kháng lôi, thì anh em thấy chưa. Năm hành mà chuẩn kháng lôi như thế này thì sự quá đẹp luôn nè mày. Hơn 90 kháng lôi, kèm với cái này kháng cảnh 5 nữa nè. Quá đẹp. Cái này thì vẫn đang có cho mình ba cái này cũng có, mà thực sự là với hiện tại của set đồ thì quá pin rồi mà. Hơn 90 kháng lôi, chưa gắn lách và kèm với kháng hỏa thì gần 6x, gần 7x chứ. Cái này là 25, 23 là 48. 48 cái này 16 là 58, 64. 64 như cái này 5 là 69 kháng hỏa như này, 69 kháng hỏa. Trời ơi, với một cái lô sắt còn 114. 69 kháng hỏa và kháng lôi 9x. Là anh em còn mình thì thực sự là pin set đồ nó mang tiếng là định quốc thiệt, nhưng mà thì khá là bèo nữa. Kháng lôi cái 36, kháng hỏa 55, thực sự kháng này quá đẹp. Và hiện tại là bơ cao hôm nay quá hay nè mày. Với tỷ lệ khá là trâu, lượng kháng khá là đều và đạt hiệu ứng 80 chón 80 chậm. Và ngày hôm nay Hòn Roya đã có mình top 4 kim khá đẳng cấp. Anh này thì ngày nào cũng top nha. Anh 29 này 21 giờ ngày nào cũng top cả. Anh này nhớ không làm thì cũng mắc giá lắm, một tập tài kênh rồi. Khá đẹp luôn. Mình thì mình đang cố gắng lên tại tài kênh, chưa mua đủ nè mày. Và lắm tập chắc khá không cần đâu, tại vì tầm này thứ văn tung cỡ này được rồi, tăng thêm cũng chả giải quyết vấn đề gì. Rồi, anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho Hòn Roya một like, sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Anh này thì quá ok anh em ơi. Đó. Rồi.